chiều ngày 2 tháng 8, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Chư Dút, tỉnh Đắk Nông. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Phan Công Hòa, 53 tuổi, ngụ tỉnh Con Tum điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông, Đắk Lắc. Khi xe chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Ngọc An, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, điều khiển, đi theo chiều ngược lại. Sau cú tông mạnh, xe đầu kéo tiếp tục tông vào xe tải do tài xế Nguyễn Thanh Quang, 45 tuổi, ngụ huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông, điều khiển. Cú tông mạnh khiến đầu một xe tải bị bẹp dúm, Tài xế Quang và phụ xe là anh Vũ Văn Quân, ngụ huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông, bị kẹt trong cabin. Ngay sau đó, người dân đã dùng xe kéo phá cabin đưa nạn nhân ra ngoài. Hậu quả, tài xế Quang bị gãy nát xương đùi phải, gãy chân trái, chấn thương vùng bụng phụ xe quân bị thương mắt trái, tay, đa chấn thương, còn tài xế xe đầu kéo bị chấn thương đầu, chân trái. Tại hiện trường các xe liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng, riêng xe đầu kéo bị lật nghiền.